Sáng ngày 9 tháng 10, hơn 1.700 học sinh trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã chào đón nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm 2023 Lê Xuân Mạnh. Với tổng điểm 220 điểm sau 4 vòng thi đấu, Xuân Mạnh đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh còn lại để giành ngôi vị quán quân với giải thưởng trị giá 50.000 đô la Mỹ. Được biết, đây cũng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa vô địch tại chương trình đường lên đỉnh Olympia. Sau một ngày vô địch, nhưng không khí mừng chiến thắng chúc mừng Xuân Mạnh vẫn lan tỏa khắp cả tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt tại trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Xuân Mạnh được thầy cô, bạn bè và các em lớp dưới chào đón nhiệt liệt.